Hello cô chú anh chị và các bạn, thì có một số anh em cũng có nhắn tin trên nhóm blog thằng com ấy, về cái vấn đề liên quan đến nốt của họ. khi nâng cấp lên phiên bản 0.4.9 thì rất nhiều anh em gặp phải cái lỗi đó là cái ok oh, protocol version này nó ghi là not available này và cái thứ hai nữa là cái khối này nó không hiển thị cái latest block number nó hiển thị mỗi cái local block number thôi. À, mặc dù nó chạy rất rất là bình thường nó vẫn báo là đồng bộ như thế này nhưng ý, nó gặp một cái vấn đề đó là thi thoảng nó sẽ bị văng áp ra mà nó văng lúc nào mình không có biết. Khi mà mình mở máy lên ấy, là tự động cái app nó đơ xong là nó mất luôn đó. Tức là nó sẽ tất cả hiển tĩnh NA, NA, NA hết Nó không có chạy cái gì cả đó. Thì như vậy vô hình chung nó có thể làm ảnh hưởng đến cái bonus của cũng anh chị và các bạn Vậy thì cái giải pháp hiện tại ấy, là Một là các bạn có thể thuê người khác họ fix Nhưng mà trong cái trường hợp fix cũng không chắc đã, đã triệt để Như tháng trường hợp của tháng khi mà fix xong ấy, Thì nó được khoảng một lúc Sau đó là khoảng tầm uh, nửa tiếng nó lại bị mất như thế đó và khi bạn fix nhiều quá nó gây ảnh hưởng luôn đến cả đến cái nốt của cái con overtest này của bạn này đó, nó làm hỏng luôn nốt của bạn đó thì cái trường hợp trước nó là cái nốt của thắng nó bị hỏng luôn nên là thắng nó phải tự động khắc phục lại mất khoảng tầm bảy tám tiếng mới xử lý xong cái nốt overtest đó các bạn thì khi xử lý xong cái nốt overtest thì nó lại quay ra là cái nốt pi nó lại bị mất khối uh, lên test block number cho nên là cách giải pháp tốt nhất ở thể hiện tại có thể thắng nghĩ rằng là nó do cái cấu hình máy nó không có có đủ khỏe nữa có thể là như vậy thì thì thắng quyết định cài lại cái bản nốt 0.4.5. thì khi cài lại bản nốt 0.4.5 thì nó lại chẳng gặp vấn đề gì cả các bạn nó lại bình thường chẳng chạy suốt từ uh, sáng sớm đến bây giờ đó thì uh, nó vẫn hoạt động bình thường ha nó vẫn có mình nó vẫn có outgoing nó vẫn uh, có khối nó vẫn có cái protocol version đó nó vẫn bình thường các bạn và thắng nghĩ rằng là cái này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái bonus của các bạn đâu nên là nếu như chúng ta mà hay bị văng ác thì chúng ta nên uh, cài lại bản 0.4.5 nha còn nếu mà chúng ta vẫn chạy bình thường Thì có thể cái vấn đề mất khối Nó không ảnh hưởng gì lớn Bonus của các bạn vẫn bình thường Thắng theo dõi bốn ba 4 ngày Thì uh, gần đây thì bonus nó vẫn vậy Nó không có thay đổi gì cả Đó thì các bạn lưu ý ha Thì đấy là cái cập nhật cho mọi người Về cái uh, nốt Để cho chúng ta có cái hướng xử lý làm sao Để mà những cái ai mà máy cấu hình thấp Thì chúng ta có thể uh, xử lý để chúng ta tránh bị văng áp nhiều khi mình đi làm việc khác mình không để ý nó văng mất thì là coi như là máy tính chạy mất điện không trả được cái gì cả ha cô chú anh chị và các bạn rồi thì nó có một cái vấn đề nữa thôi đó là nếu như mà chúng ta cài bản 0.4.5 các bạn thì khi mình vào cái đi áp vào cái app thế này này thì nó gặp một cái vấn đề đó là nó không có hiển thị ra cái nốt ở đây à, hoặc là cái bản 0.4.9 thì nó có cái pinot ở đây này các bạn thì cách xử lý nó rất là đơn giản thôi chúng ta ấn vào cái phần view này mình ấn vào touch full screen thì trong cái phần này mình sẽ nhìn thấy cái nốt này thì nó kích vào thôi đó. thì nó lại rất là bình thường các bạn thì bây giờ mình muốn quay trở lại ban đầu thì mình lại ấn vào view xong mình ấn vào cái phần top screen đó thì nó lại quay trở lại như thế này đó. rất là đơn giản thôi thì như vậy là chúng ta quay trở lại cái nốt nó chỉ mất cái bước như vậy thôi nhưng bù lại thì nó ổn định hơn để có thể là trong tương lai khi mà cái cái nốt nó nó có cái phiên bản nó phá lỗi lại chẳng hạn đó, thì mình sẽ xử lý sau bởi vì bản thân nốt 0.4.9 hay nốt 0.4.5 nó vẫn dùng cái giao thức là V15 protocol thôi nó không khác cái gì cả. Khi nào mà nốt testnet của Pi với cái nốt mainnet của Pi nó chung một cái giao thức có thể là nâng cùng lên V20. Lúc đó thì bắt buộc mình phải nâng lên cái phiên bản mới để cho nó chung giao thức. Chứ dùng cái bản cũ thế này thì nó vẫn là cái giao thức 15 các bạn đó. Thì đấy là cái vấn đề. Thì khi mà mình nâng lên thì lúc đó thì chẳng nghĩ rằng nó đã giải quyết xong vấn đề rồi. Không phải cái vấn đề lỗi này nữa các bạn ha.